Hello anh em. Hôm nay chia sẻ với các bạn một chủ đề mới. Nhưng mà trước khi đi đến cái chủ đề mới thì mình có coi lại clip cũ. Đó là cái vợt clip là vợt thân cứng, vợt thân mềm, tức là thân dẻo đó nha anh em. Có một cái comment mà mình phải đính chính lại cho anh em. Tại vì nhiều khi anh em không hiểu thì nhiều khi đi nói cái bảo lên coi clip mà anh Tuấn Anh hướng dẫn vậy là các bạn đang hiểu sai cái ý mình chia sẻ. Thì có một comment như thế này nè. Anh ơi, giật thân dẻo, vật thân dẻo là đánh phòng thủ, giật thân cứng là đánh công. Cái này là các bạn đang hiểu sai nha. Các bạn đang hiểu sai rồi đấy. Thực tế cái giật là thân dẻo và thân cứng nó chỉ phản ánh cái lực tay của anh em thôi. Trong clip của mình có nói là vật thân dẻo sẽ hỗ trợ lực, đúng không? Hỗ trợ lực cho cái người mới chơi nè. Rồi để chúng ta khi mà đánh cầu thì chúng ta cái vợt nó dẻo sẽ hỗ trợ lực. Thì chúng ta tập luyện kỹ thuật nhiều nè, chúng ta rèn luyện cái điểm chính xác đồ rất là nhiều thứ thì chúng ta cần phải tập luyện nhiều. Nếu chúng ta đỡ mất sức thì chúng ta phải sử dụng vật dẻo để chúng ta tập luyện. Khi anh em có lực tay nó tốt hơn rồi thì bắt đầu sẽ chuyển sang cái medium. Khi sau khi mà nó tốt hơn nữa thì bắt đầu lên cứng. Và thí dụ siêu cứng là những vận động viên người ta đánh đấy, họ cần điểm chính xác anh em nha. Tại vì cái lực tay lúc đó thì họ rất là khỏe rồi, họ chỉ cần điểm chính xác. Chứ bây giờ nếu mà sử dụng vật dẻo độc hả, là nhiều khi hả, cầu nó không bay đúng cái yêu cầu của mình. Thì các bạn muốn cắm mà cầu nó không cắm là cái đó không được đó. Nên là người ta phải chọn cái việc là đánh mà chuyên nghiệp rồi là phải dứt điểm nó cắm thì đối phương mới chết được. Đấy, thì xong đó chúng ta phải tấn công lần 2, lần 3 được, chứ không phải đập lần là ăn đâu anh em nha. Đó, thì cái vật mà thân dẻo này thì nó cũng hỗ trợ lực cho cái người theo đúng đánh lối đánh phòng thủ chính xác, là hỗ trợ vấn đề khi lốp cầu nè, chặt cầu nè, rồi chịu cầu đối phương đập nè đó. Nhưng nghĩ ngược lại thì cái người đánh cái lối đánh phòng thủ thì chưa chắc gì họ đã chọn giật thân dẻo nha anh em nha. Họ vẫn có thể chọn thân cứng vậy đấy. Nên cái này là mình xin đính chính lại cho anh em là nó chỉ phản ánh lực của anh em và hỗ trợ lực cho anh em. Chứ không phải là anh em đừng nghĩ rằng một người đánh phòng thủ là phải quýnh vật thân dẻo nha. Cái đó là sai, cái đó sai anh em nha. Đấy. Vậy thì cái yếu tố nào nó liên quan tới lối đánh của chúng ta? Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em đó chính là vấn đề về vật nặng đầu, vật nhẹ đầu. Đấy. Cái này mới phản ánh vấn đề lối đánh của anh em nè. Chứ nhiều khi anh em nghĩ hơi sai về vấn đề về cái thân này là không đúng nha anh em nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào mình phân tích cái nguyên lý cho anh em trước nha. Xong đó sẽ bắt đầu tới vấn đề là ưu và nhược điểm của việc nặng đầu, nhẹ đầu. Ok. Thì ở giữa cân bằng thì các bạn biết rồi. Thì mình chỉ nói là cứ nặng đầu, nhẹ đầu ở giữa cân bằng thì theo lối đánh của anh em nó sẽ khác nhau thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi vào nhé. Rồi, nặng đầu và nhẹ đầu thì trong tiếng Anh của nó thì nó là blunt đó anh em. Thì thường cái vợt nó sẽ có một cái điểm cân bằng ở giữa. Nếu mà cái điểm này nó nhích lên phía trên ấy thì nó sẽ trở thành là vợt nặng đầu, còn nếu nó lùi lại phía sau thì nó sẽ là vợt nhẹ đầu. Cái vợt mình đang cầm á là cây này là Attack 81 á, là nó là 295mm là nó sẽ là nặng đầu đó, hơi nặng đầu đó anh em nha. Thì thường là cân bằng của nó là 285, còn lên nữa là bắt đầu là 290 thì là nặng, lên nữa 295 là nặng hơn. Lùi lại thì lùi lại so với 285 thì 280 thì nó sẽ là nhẹ đầu. Thì thường đa phần thì mình thấy là anh em thường cứ chọn là phải giật nó hơi nặng nặng đầu tí thì thích công mà, nên thường là sẽ chọn nó hơi nặng nặng tí đánh sẽ sướng. Còn những bạn mà mới đánh phong trào thì các bạn nên chọn cân bằng để từ từ các bạn tập luyện, sau đó các bạn sẽ hình thành lối đánh riêng. Thì anh em lúc đó anh em sẽ lên nặng đầu hay nhẹ đầu thì lúc đó sẽ liên quan tới lối đánh của anh em nha. Ở chỗ net ấy, thì mình thấy là nó sẽ không có cái số là 285 hay 290 295, mà nó có cái chat ấy. Nếu mà các bạn lên mạng thì các bạn search ra cái chat cho net thì nó sẽ ra một cái vòng tròn như vậy. Ở trên nó là sẽ nặng đầu, ở dưới sẽ nhẹ đầu, rồi bên phải này hình như là nó là đánh hình như là nó hỗ trợ cho việc
sức mạnh, rồi bên trái này nó hỗ trợ control, tức là điều khiển. Thì các bạn cứ thấy cái server của bạn nhích lên phía trên á, cái dòng thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ thuộc về giật nặng đầu, còn xích xuống dưới thì nó sẽ là nhẹ đầu. Nó do nét thì nó lại không ghi ra cái số của nó, nhưng mà nó sẽ có một cái bảng chat như vậy để anh em hiểu đó, là cái biểu đồ của nó đấy. Đấy, vì sao đầu vợt chúng ta nặng là sẽ đập mạnh. Đấy, thì chúng ta hãy coi cái clip mà vận động viên người ta đánh trước nha. Dạ, anh em coi clip rồi đúng không? Thì nói chung là hôm bữa mình đã làm một cái bài về vấn đề làm sao để đập mạnh. Thì cái bài đó là các bạn coi lại clip cũ là clip này nè. Đấy, làm sao để đập mạnh. Thì để đập mạnh nó có nhiều yếu tố lắm anh em nha. Mình không nói về động tác, mình chỉ nói về vấn đề là nó nguyên lý tí xíu. Thứ nhất là vấn đề về cái lực vận tốc của chúng ta. Vận tốc chúng ta càng nhanh nhờ vào cái vấn đề khuỷu tay này anh em này. Đấy, nó càng nhanh thì đó là một vấn đề về lực để giúp chúng ta là đánh mạnh hơn. Cái thứ hai nữa là khoảng cách tay đòn ha. Tay đòn càng dài thì có nhiều bạn là hay cầm ở dưới này khi đập cầu này đó, có bạn cầm trên này thì đập sẽ yếu hơn, có bạn cầm dưới này đập sẽ mạnh hơn. Này là khoảng cách tay đòn nha anh em nha. Thì anh em coi cái clip của Kenvin ấy, có mấy lần mà đập nó tụt vợt luôn đó, là ông nội Kenvin ông cầm phía dưới này để ông đập nè anh em nè. Rồi. Rồi vấn đề nữa là vấn đề về cái đầu vợt của bạn nặng. Đây là vấn đề là nếu mà anh em theo nguyên tắc vật lý thì là anh em nào giỏi vật lý phân tích á, mình bỏ qua mấy cái lực khác đi nha. Lực mà nói chung sức cản của gió nè, rồi trọng lực nè, rồi lực xoắn rồi tùm lum hết rất là nhiều lực, nhưng mình chỉ nói một cái định luật 2 của Newton, đó là F bằng ma thôi. Thì khối lượng càng lớn thì nó sẽ giúp cho chúng ta là cái lực tác động vô cầu nó sẽ càng mạnh. Nói về giải thích như thế này ha, các bạn hãy tưởng tượng như nãy các bạn coi cái clip rồi đúng không, các bạn thấy là khi mà vận động viên họ giơ ra phía sau như thế này nè, thì họ đánh lên nè đó, thì cái vợt chúng ta, cái tay chúng ta sẽ làm trọng tâm là ở giữa, và sau đó là tới cái một cái khoảng cách như thế này, thì là chúng ta hãy tưởng tượng nó giống như một sợi dây đó anh em ha. Trên này là một quả tạ chẳng hạn vậy. Thì anh em mà khi mà cái quả tạ này á mà nó càng nặng thì anh em vụt vô một cái người nào đó với lại một quả tạ nhẹ, thì anh em thấy cái nào nó đau hơn? Đương nhiên cái nặng nó sẽ đau hơn, cùng một vận tốc nha, mình đã nói cùng một vận tốc. Còn cái chuyện mà nó khác vận tốc nữa là các bạn coi clip mình đã nói làm sao đập mạnh á, thì nó sẽ là vận tốc càng lớn thì vận tốc và càng lớn thì đương nhiên sẽ đập sẽ mạnh lên. Đó, thì hôm nay mình chỉ nói vấn đề về cái việc nặng đầu, thì nó có cái nguyên tắc là như vậy, vật càng nặng thì nó sẽ càng mạnh, khi tác động mà nó sẽ càng mạnh. F bằng MA thì M lên, M tăng thì F tăng luôn. Anh em hiểu chưa? Thì đó là nguyên tắc về vật lý. Mình bỏ qua cái chuyện phân tích sâu nha, tại vì thực tế mình cũng không giỏi vật lý, mình chỉ hiểu một cách sơ, hiểu như vậy thôi. Còn chuyên sâu cùng những bạn nào mà chuyên về vật lý nữa, các bạn phân tích lực này lực kia, rồi lực của cầu qua, rồi lực trọng lực, rồi đủ thứ, rất là nhiều thứ để phân tích. Đó thì mình nói về nguyên lý như vậy để cho anh em hiểu. Thì bây giờ là mình sẽ đi vào mình phân tích về vấn đề là vợt nặng đầu nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm gì, và sau đó vợt nhẹ đầu thì nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm gì. Mình thì mình cố gắng mình giải thích cho anh em theo cái kiểu nó bình dân, chứ mà nghiên cứu theo kiểu khoa học quá rồi hàn lâm rồi quá là nhiều khi thực tế là các bạn cũng không hiểu nữa, nghiên cứu chuyên sâu quá nó cũng không hay. Cố gắng làm sao mà mình, các bạn thấy như vậy dễ hiểu là mình thấy ok rồi ha. Thì bây giờ là quay lại vấn đề về cái ưu điểm của việc nặng đầu. Thì như clip chúng ta coi rồi đúng không? Thì đương nhiên nó sẽ nguyên tắc, nguyên lý của nó sẽ theo cái nguyên tắc vậy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là đập mạnh nè, đó, đập cắm nè, đó. Rồi
Đó thì nhược điểm của nó thì ngược lại thì là vấn đề về phòng thủ. Phòng thủ các bạn sẽ kém đi, nặng đầu quá. Các bạn tưởng tượng mà các bạn cầm cái búa mà các bạn vớt từ dưới vớt lên này thì đầu nặng thì các bạn quýt chừng 3-4 cái thôi là thấy mỏi tay rồi đấy, mỏi cổ tay liền. Thì cần đập trên xuống thì nhờ cái trọng lực nó kéo xuống nó hỗ trợ chúng ta, thì tán giống như bạn cầm búa các bạn đập trên đập xuống này vẫn sướng hơn là mình lấy dưới vứt ngược lên này đó. Hồi xưa mình đánh một cái cây giáp Phật 2 cũng 4U mà cây đó các bạn biết là nó cũng cứng, siêu cứng hết chứ. Rồi nó nằm chót chót trên cái chat của Yonex, nằm chót chót tức là điểm cân mà điểm nặng đầu của nó là kinh khủng, nằm tuốt trên, nặng hơn bất cứ cây nào mà các bạn biết. Đập thì đúng sướng thật anh em, nhưng mà thủ thì vớt chừng 4-5 trái lên là thấy muốn bỏ vợt luôn rồi. Cây đó thường ta đi quýnh đơn, quýnh gõ những cái điểm rồi ta đánh, mình đem ra mình chơi quýnh đôi, quýnh xong quýnh liệt tay luôn đó. Và lý do là nặng đầu là như vậy anh em ạ. Thì nó có như ưu và nhược điểm như vậy. Thì bây giờ ngược lại thì bây giờ là cây vợt nhẹ đầu thì nó sẽ có ưu điểm gì? Cây vợt nhẹ đầu ấy thì ưu điểm là nó sẽ phản tạc tốt này. Đấy, thủ nó cũng sẽ tốt, nó nhẹ mà. Trọng lực nó cái điểm cân bằng của nó dồn ra phía sau tay này. Thì ở đầu chúng ta sẽ nhẹ, chúng ta sẽ quơ nhanh, chúng ta sẽ phản tạc tốt anh em nha. Ngược lại thì đương nhiên nhược điểm của nó sẽ cong, nó sẽ không ngon. Cong nó hận lắm anh em ạ. Nói chung là nhẹ đầu thì giống như chiếc banh mà gắn lên phía đầu mà các bạn quăng cho người ta thấy không sướng à. Là lúc tán độc cầu thì cảm giác nó hận rất là khó chịu. Thì nhưng mà thường thì đa phần những cái vận động viên trên thế giới thì họ lại khi đó đánh đôi ấy, thì họ sẽ chọn những cái vợt nó mang tính chất cân bằng hơn tí xíu. Tức là giữa công và giữa thủ nó sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Thì các cái dòng Nano Ray này, Nano Ray 800 đồ đó mấy vận động viên hay quýnh này, rồi bây giờ Nano Flare, rồi hồi xưa là Acceber 11 đồ là, gọi là chùm luôn anh em ha. Lyon D đồ quýnh này kia này nọ đó là những cái vợt mà quýnh đôi, nó cần cái vấn đề là công thủ nó toàn diện tí xíu. Tức là lúc chúng ta thủ thì nó cũng sẽ ok, cũng sẽ tạc phản tạc được, thủ được. Nhưng mà lúc công thì cũng phải công ok, nói chung là tạm chấp nhận được. Chứ nếu mà dồn hết sức vô cho một trái độc xong rồi người ta quýnh lại bạn thủ không nổi là rất là kẹt trong đánh đôi. Nên anh em phải hiểu như vậy. Nên nhiều anh em vẫn cứ cầm những cái vợt đánh đơn vô quýnh đôi thì nó cũng không hay lắm. Chúng ta quýnh chúng ta phải biết là cái nào quýnh đôi, cái nào quýnh đơn. Cầm vết phọt mặt vợt nhỏ xíu vô mà mặt vợt nhỏ mà các bạn quýnh nó dễ bị cạch cầu rồi đập. Giờ mặt vợt sướng to thì nó vẫn hỗ trợ cái điểm ngọt chúng ta, nó vẫn tốt hơn để chúng ta quýnh cầu. Tại quýnh đôi nhanh lắm anh em ạ nha. Chứ quýnh đơn thì có thể chậm, thiên về kỹ thuật nhiều hơn thì các bạn quýnh điểm nhiều hơn thì các bạn chọn vợt nhỏ đó. Đấy thì mình cũng chia sẻ cho anh em như vậy để chúng ta hiểu đấy, cái vợt nặng đầu và nhẹ đầu này nó mới phản ánh cái lối đánh của anh em nha, chứ không phải là cái thân đâu anh em. Nhiều khi cái thân mình chỉ nói là nó hỗ trợ thôi chứ không phải là cái thân này là buộc các bạn phải quýnh theo lối đánh là sai nhé. Ok rồi, kỳ này thì chắc bây giờ comment giờ cũng nhiều lắm rồi mà giảm quà của các bạn thì cũng không vui nên thôi giờ cứ tặng anh em 5 cái áo VNB. Anh em hãy comment nha, comment phía dưới đó thì mình tiếp tục mình random. Các bạn cứ comment đi, nói chung là nhiều khi chưa trúng thì cũng sẽ trúng, một ngày nào đó cũng sẽ trúng thôi mà, lo gì. Thì cũng mong anh em là cố gắng là đăng ký, bấm subscribe mình cái nha. Rồi kế bên có cái chuông đó thì có cái clip mới thì mình nó sẽ báo cho anh em. Thì mình cũng muốn kênh phát triển, các bạn bấm subscribe thì sau đó thì mình sẽ có thể là mình sẽ xin các hãng đồ được, thì có những cái phần quà nó lớn hơn, ví dụ như mình làm review vợt xong á, giờ mình đánh xong rồi thì mình cũng tặng anh em luôn. Để là anh em cố gắng làm sao kênh mình giúp mình cho kênh nó lớn hơn tí xíu thì mình cũng sẽ nói hãng thì dùng một phần như vậy, mình cũng sẽ review quảng bá, mình chia sẻ cái kinh nghiệm, chia sẻ cái sản phẩm đó cho anh em, và hãng người ta cũng sẽ ok tặng cho mình những cái phần quà thì mình sẽ tặng cho anh em. Thì thật ra mình thì giận nhiều quá, đánh có hết đâu, không giờ xài hết đâu. Nên là muốn mong muốn là đem cái gì đó nhỏ nhỏ cho anh em cộng đồng cho vui nha.
anh em cảm ơn anh em rất là nhiều đã coi clip mình nha.